Chào mừng các bạn quay trở lại với mục điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 11 tháng 8. Và các bạn thân mến, thì ngày hôm nay có những thông tin nào hot, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi xem nhé. Chiếc điện thoại Xiaomi Mi Mix 4 ra mắt. Xiaomi Mi Pad 5 Series chính thức ra mắt. Thông số kỹ thuật chính của Asus ROG Phone 5S được tiết lộ. Trên tay chiếc điện thoại Xiaomi Poco F3 GT. Cách nhận 50 phút nội mạng Viettel và data 4G lên đến 7GB miễn phí trên điện thoại. Top 5 mẫu laptop học thiết kế đồ họa tốt nhất năm 2021. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết nhé. Vào ngày 10 tháng 8 vừa qua, Xiaomi đã chính thức ra mắt thế hệ tiếp theo của Mi Mix Series sau gần 3 năm vắng bóng, và đó chính là siêu phẩm Mi Mix 4. Thiết bị này nổi bật với thiết kế đẹp, đặc biệt đi kèm với công nghệ camera ẩn và cấu hình khủng nhất thời điểm hiện tại. Chiếc điện thoại Xiaomi Mi Mix 4 sở hữu vẻ ngoài tuyệt đẹp với viền màn hình mỏng, mặt lưng được làm từ gốm cùng với cụm camera thiết kế mới rất sang trọng. Ở mặt trước là màn hình AMOLED kích thước 6.67 inch, được bảo vệ bởi kính cường lực Victus, hỗ trợ tần số quét 120Hz cùng với công nghệ HDR10+. Bên trong thì Xiaomi đã trang bị cho Mi Mix 4 bộ vi xử lý Snapdragon 888 Plus khủng nhất hiện nay, đi kèm với RAM 8GB hoặc là 12GB, cùng với ROM 128GB, 256GB hoặc là 512GB. Và ngoài ra thì thiết bị sẽ sở hữu chip đồ họa Adreno 660, chạy giao diện MIUI 12.5 dựa trên Android 11 ngay khi xuất xưởng. Hệ thống camera cũng là phần nâng cấp đáng chú ý của Mi Mix 4 khi mà ở mặt sau, thiết bị này sở hữu cụm camera với thiết kế mới bao gồm 3 ống kính, trong đó có cảm biến chính độ phân giải 108MP, một camera 8MP có thể zoom 50x và một camera góc siêu rộng 13MP. Còn về camera trước thì người dùng có thể thỏa thích selfie với camera ẩn 20MP. Đây là giải pháp công nghệ được Xiaomi nghiên cứu nhiều năm và hiện đã đạt độ chín nhất định, hứa hẹn là sẽ mang lại chất lượng ảnh chụp sắc nét nhất. Và ngoài ra, cung cấp năng lượng cho Xiaomi Mi Mix 4 là viên pin dung lượng 4.500 mAh, máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 120W và sạc nhanh không dây 50W. Và đây cũng là một trong những mức sạc không dây nhanh nhất thế giới hiện tại. Chuyển sang thông tin thứ hai cho bản tin của chúng ta ngày hôm nay. Cùng với sự ra mắt của chiếc điện thoại Xiaomi Mi Mix 4, Xiaomi đã chính thức giới thiệu chiếc tablet Mi Pad 5 và Mi Pad 5 Pro sau một thời gian vắng bóng trên thị trường máy tính bảng. Dòng máy tính bảng Mi Pad 5 có thiết kế mới cùng với nhiều trang bị và tính năng đáng giá như màn hình 2.5K, 8 loa ngoài và hỗ trợ bút cảm ứng. Cụ thể, hai chiếc tablet Xiaomi Mi Pad 5 và Mi Pad 5 Pro có thiết kế mới vuông vức hơn. Cả hai chiếc máy đều có màn hình LCD 11 inch, độ phân giải 2.5K, tần số quét 120Hz, hỗ trợ HDR10 và công nghệ True Tone. Xiaomi Mi Pad 5 được trang bị con chip Snapdragon 860 cùng với 6GB RAM. Máy sở hữu cụm camera kép 13MP và 8MP ở mặt lưng. Mi Pad 5 có viên pin lớn 8.720 mAh cùng với công nghệ sạc nhanh 33W. Ngoài ra thì máy còn có hỗ trợ âm thanh vòm Dolby với hệ thống 4 loa ngoài. Trong khi đó, chiếc máy tính bảng Xiaomi Mi Pad 5 Pro có cấu hình mạnh mẽ hơn khi mà được trang bị con chip Snapdragon 870 cùng với hai lựa chọn 6GB RAM hoặc 8GB RAM. Máy có viên pin 8.600 mAh với công nghệ sạc nhanh 67W. Mi Pad 5 Pro sở hữu cụm camera kép, độ phân giải lần lượt là 50MP và 8MP. Chiếc máy này thì còn hỗ trợ âm thanh vòm Dolby với 8 loa ngoài. Riêng phiên bản 8GB của máy sẽ hỗ trợ kết nối 5G. Bộ đôi Mi Pad 5 và Mi Pad 5 Pro còn hỗ trợ bút cảm ứng Smart Band có khả năng sạc không dây từ tính, ngay bên cạnh với nhiều tính năng như là mô phỏng cảm giác viết trên giấy, vẽ, đa nhiệm hay là chụp màn hình, v.v. Nối tiếp bản tin của chúng ta ngày hôm nay, Asus đã công bố chiếc điện thoại ROG Phone 3 vào nửa đầu năm 2020 và trong nửa cuối năm, hãng đã trình làng ROG Phone 3S với cải tiến về con chip. Vào đầu năm nay, nhà sản xuất Đài Loan đã công bố dòng điện thoại chơi game ROG Phone 5. Thông tin mới tiết lộ hãng có thể sớm tung ra ROG Phone 5S với cải tiến thông số kỹ thuật. Leaker Mukund Sharma đã chia sẻ một số hình ảnh để lộ một vài thông tin về ROG Phone 5S, dường như là bị rò rỉ từ nhà bán lẻ.
Theo đó, chiếc điện thoại ROG mới sẽ được trang bị tấm nền OLED, cung cấp tốc độ làm mới 144Hz. Bên trong thì ROG Phone 5S sẽ có bộ vi xử lý Snapdragon 888 Plus là phiên bản ép xung của Snapdragon 888. Đồng thời, thiết bị sẽ được tích hợp viên pin 6.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 65W. Về thời điểm ra mắt, công ty Đài Loan đã công bố ROG Phone 3S vào tháng 7. Do đó, nhiều khả năng ROG Phone 5S có thể được chính thức ra mắt trong tháng này. Gần đây, Xiaomi đã giới thiệu chiếc điện thoại mới của mình mang tên Xiaomi Poco F3 GT. Chiếc điện thoại Poco F3 GT ra mắt với thiết kế hầm hố mang hơi hướng gaming. Bên cạnh đó, Poco F3 GT cấu hình mạnh mẽ với con chip đầu bảng của nhà MediaTek. Vậy thì chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không đến ngay thông tin mở hộp trên tay chiếc điện thoại Poco F3 GT để khám phá về sản phẩm này nhé. Không giống như một số nhà sản xuất smartphone đang có xu hướng giảm thiểu bớt phụ kiện đi kèm thiết bị khi bán ra, thì Poco F3 GT vẫn được Xiaomi trang bị rất nhiều phụ kiện trong hộp. Về thiết kế thì chiếc điện thoại Poco F3 GT được hoàn thiện với hai mặt trước sau bằng kính và phần khung được cấu tạo từ hợp kim nhôm, sử dụng trong ngành công nghiệp hàng không, vũ trụ. Tổng quan thiết kế của Poco F3 GT không chỉ mang hơi hướng của một chiếc gaming phone, khi mà nhìn vào còn cảm thấy như đây là một thiết bị công nghệ của tương lai trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Và thêm một điểm nhấn nữa ở phần mặt lưng của chiếc Poco F3 GT, đó là cụm camera được trang bị hệ thống đèn RGB không những đẹp, nổi bật mà còn giúp người đối diện dễ dàng nhận biết sản phẩm ngay khi nhìn vào. Ở phần mặt trước của máy thì thiết bị được trang bị màn hình AMOLED kích thước 6.67 inch, độ phân giải Full HD+. Bên cạnh đó thì màn hình của Poco F3 GT còn có tần số quét 120Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 480Hz nữa. Với những thông số nêu trên thì chắc chắn Poco F3 GT hứa hẹn là sẽ mang đến cho chúng ta khả năng hiển thị sống động, sắc nét, cách thao tác vuốt chạm trên màn hình cũng mượt mà và cho phản hồi nhanh chóng. Tiếp theo là đến với cấu hình của chiếc Poco F3 GT này. Cung cấp sức mạnh cho Poco F3 GT là con chip Dimensity 1200 được sản xuất dựa trên tiến trình 6nm với những nâng cấp về hiệu năng so với các thế hệ chip Dimensity tiền nhiệm với tốc độ nhanh hơn 22% và tiết kiệm điện hơn 25%. Bên cạnh đó, thì Poco F3 GT còn đi kèm với RAM LPDDR5 6GB hoặc 8GB và bộ nhớ trong UFS 3.1 128GB hoặc là 256GB. Và với cấu hình nêu trên thì Poco F3 GT có thể sẽ chơi tốt các tựa game phổ biến hiện nay, kết hợp với hai phím trigger sẽ giúp chúng ta nâng cao thêm trải nghiệm chơi game. Còn đối với các tác vụ hàng ngày như là lướt web, xem phim hay là dùng mạng xã hội thì chiếc máy này chắc chắn sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào. Tiếp theo là về dung lượng pin. Poco F3 GT sẽ có viên pin 5.065 mAh và theo mình thì đây là một mức dung lượng pin cho thời lượng sử dụng khá là ổn, có thể sử dụng trong cả một ngày dài với các tác vụ nhẹ. Và khi mà kết hợp cùng với sạc nhanh 67W nữa thì chúng ta sẽ không cần quá lo lắng về thời lượng sử dụng pin của chiếc điện thoại này. Và cuối cùng là về hệ thống camera trên Poco F3 GT. Máy được trang bị 3 camera sau với cấu hình lần lượt như sau. Camera chính có độ phân giải 64MP, camera góc siêu rộng có độ phân giải 8MP và camera macro có độ phân giải 2MP. Với thông số này thì mình nghĩ rằng Poco F3 GT sẽ mang đến cho chúng ta những bức ảnh có độ chi tiết cao, kết hợp với những công nghệ mà nhà sản xuất đã trang bị thì ảnh chụp ra từ chiếc điện thoại này hứa hẹn là sẽ có chất lượng khá là tốt. Tóm lại thì với thiết kế đẹp mắt, cấu hình mạnh mẽ cùng với mức giá khá phải chăng, mình nghĩ rằng chiếc điện thoại Poco F3 GT sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm và đánh giá cao khi đến thị trường Việt Nam. Và các bạn đánh giá như thế nào về chiếc điện thoại này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ, chúng ta cùng chuyển sang một thông tin tiếp theo nằm trong mục mẹo hay. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tặng 50 phút gọi nội mạng cho khách hàng trong mùa dịch với chương trình Chung tay đẩy lùi Covid-19, giúp bạn sử dụng dịch vụ tốt hơn và an tâm liên lạc mọi lúc mọi nơi. Và các bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được data 4G Viettel miễn phí. Và trong thông tin ngày hôm nay, 24 giờ công nghệ sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận 50 phút nội mạng Viettel và data 4G lên đến 7GB miễn phí trên điện thoại nhé. Và các bạn hãy lưu ý rằng là quà tặng 50 phút nội mạng sẽ tự động kích hoạt sau khi tài khoản điện thoại của bạn đã hết nhé.
Và để có thể nhận 50 phút nội mạng Viettel miễn phí thì các bạn đầu tiên hãy vào ứng dụng điện thoại và bấm phím *102 thăng và nhấn gọi. Sau đó thì quà tặng là 50 phút gọi nội mạng sẽ được tự động gửi vào tài khoản của bạn, giúp các bạn có thể giữ liên lạc với người thân khi mà các tài khoản điện thoại đã hết mà không thể nạp thẻ. Và hạn sử dụng của gói quà tặng này là trước ngày 4 tháng 9 năm 2021. Tiếp theo, để có thể nhận được 7GB data 4G cho nhà mạng Viettel thì các bạn hãy vào ứng dụng tin nhắn soạn KTTK gửi 191 để kiểm tra ưu đãi 4G Viettel nhé. Và thêm một lưu ý nữa mà mình muốn nhắc đến các bạn, đó là bởi vì đây là ưu đãi ngẫu nhiên cho nên nếu bạn mà chưa nhận được thì hãy chờ các khuyến mãi khác nhé. Và các bạn thân mến, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn với các bạn cách kiểm tra nhận 50 phút nội mạng Viettel và data 4G tốc độ cao miễn phí. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang thông tin cuối cùng để khép lại bản tin của chúng ta ngày hôm nay nhé. Với những ai đang học ngành thiết kế đồ họa và đang cảm thấy khó khăn trong việc chọn mua laptop để phù hợp cho ngành của mình, thì trong thông tin ngày hôm nay, 24 giờ công nghệ sẽ gợi ý đến các bạn 5 mẫu laptop học thiết kế đồ họa tốt nhất năm 2021, rất thích hợp cho các bạn tân sinh viên học đồ họa nhé. Và trước khi chúng ta đến với top 5 sự lựa chọn phù hợp cho các bạn tân sinh viên học đồ họa, thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu cách chọn laptop phù hợp cho chúng ta nhé. Trước hết thì chúng ta phải nói đến CPU trước, bởi các phần mềm đồ họa 2D như là Photoshop, AI hay là Premiere khi mà chạy sẽ sử dụng CPU là chủ yếu. Và chính vì như thế cho nên bạn phải chọn cho mình một chiếc máy tính có CPU tốt từ Core i5 trở lên. Và nếu như có kinh tế khá hơn thì bạn hoàn toàn có thể sắm cho mình máy tính CPU Core i7 là tốt nhất. Về RAM thì cũng phải từ 8GB RAM trở lên. Đây cũng là một yếu tố cần thiết để sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa, tránh tình trạng RAM làm phần mềm bị đơ trong quá trình học tập và làm việc. Về màn hình thì do đây là một ngành học liên quan rất nhiều đến màu sắc, đồ họa nên chúng ta cần phải đầu tư một màn hình IPS Full HD có dải màu rộng giúp cho ra những hình ảnh có độ tương phản cao, ít sai lệch màu và một góc nhìn rộng. Thêm vào đó nữa thì chọn mua một màn hình laptop cảm ứng sẽ thay thế cho việc phải trang bị thêm một bảng vẽ cũng sẽ rất là tiện lợi. Ngoài ra thì đối với dân thiết kế, đặc biệt là thiết kế đồ họa 3D, cũng nên cân nhắc việc chọn mua cho mình một laptop có card đồ họa rời để tăng khả năng xử lý các model đồ họa 3D hay có thể giúp render video nhanh hơn. Và bên cạnh các yếu tố về cấu hình, màn hình thì chúng ta cũng cần quan tâm đến độ bền cũng như là bộ phận tản nhiệt của máy. Độ bền vật lý cao sẽ phục vụ việc thường xuyên mang theo máy tính bên người hay là khả năng làm mát tốt sẽ giúp đảm bảo hiệu năng của thiết bị khi mà bạn sử dụng liên tục trong thời gian dài. Và đó là cách để chúng ta chọn ra những chiếc laptop phù hợp với ngành thiết kế đồ họa. Còn bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang top 5 mẫu laptop chuyên đồ họa tốt nhất năm 2021 các bạn nhé. Và chiếc laptop mở đầu cho danh sách ngày hôm nay là Lenovo IdeaPad 5 15ITL05i5. Sản phẩm của Lenovo mang trong mình con chip Intel Core i5 Tiger Lake 1135G7 đem lại năng suất đồ họa cao, tăng hiệu suất làm việc cho máy đến mức tối đa. Tốc độ CPU đạt 2.4GHz và có thể đạt xung nhịp lên đến 4.2GHz nhờ Turbo Boost nên dữ liệu trên máy sẽ được xử lý một cách nhanh nhất, chạy mượt các tác vụ nặng, tiết kiệm điện năng một cách đáng kể. Bên cạnh đó, thì thiết bị cũng được trang bị card đồ họa rời NVIDIA GeForce MX4502G và sở hữu tấm nền IPS Full HD rộng 15.6 inch, cho góc nhìn 178 độ, độ sáng là 300 nit, mang lại trải nghiệm thị giác tuyệt vời cho người dùng. Tiếp theo trong danh sách này là Acer Aspire 7 Gaming A715-75G 52S5i5. Chiếc laptop này với dòng CPU Intel Core i5 thế hệ thứ 9 sản xuất trên tiến trình 14 nanomet đem lại hiệu năng đa lõi ổn định và tiết kiệm pin tốt hơn, RAM 8GB và khả năng nâng cấp tối đa lên đến 32GB cho laptop sử dụng đa nhiệm cực nhanh. Cùng với card đồ họa rời NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4GB, gia tăng đáng kể hiệu năng của thiết bị cho việc thiết kế đồ họa 2D trở nên dễ dàng hơn. Và không những thế thì sản phẩm từ nhà Acer còn được hỗ trợ tấm nền IPS Full HD kích thước 15.6 inch và công nghệ chống chói anti-glare mang đến góc nhìn rộng cùng với khả năng hiển thị rõ nét các chi tiết trên màn hình. Và nối tiếp danh sách này là một chiếc laptop đến từ nhà Dell Inspiron 5406i5.
Chiếc laptop Dell Inspiron 5406 i5 này được chế tác từ chất liệu nhựa bền bỉ, cùng với nắp lưng được làm từ kim loại sở hữu trọng lượng 1.72 kg và dày 18,94 mm, có thể đồng hành và phục vụ tốt các nhu cầu của bạn ngay cả khi đang di chuyển. Bản lề gập xoay 360 độ sẽ giúp bạn dễ dàng chia sẻ hình ảnh, ý tưởng với mọi người trong công việc, cũng như là tiện lợi, giải trí ở mọi tư thế. Bên cạnh đó, thì sản phẩm của Dell được trang bị vi xử lý Intel Core i5 Tiger Lake 1135G7 với 4x8 luồng, có tốc độ cơ bản 2.4 GHz và đạt tối đa lên đến 4.2 GHz nhờ Turbo Boost, cho phép người dùng vận hành các ứng dụng văn phòng hay thiết kế đồ họa cơ bản một cách mượt mà. Thêm một chiếc laptop của nhà Dell nữa, đó là Inspiron 14-5410 i5. Điểm nổi bật có thể nhắc đến đầu tiên của Dell Inspiron 14-5410 i5 là bút cảm ứng vô cùng tiện lợi, giúp các bạn có thêm một cách thức nhập dữ liệu hữu ích cho việc thiết kế. Bên cạnh đó, sản phẩm còn được nhà sản xuất trang bị card đồ họa rời NVIDIA GeForce MX350 2GB, đem đến chất lượng hình ảnh sắc nét cho bạn những trải nghiệm đồ họa ổn định. Còn về màn hình thì Inspiron 14 sở hữu tấm màn có độ phân giải Full HD cùng với công nghệ LED Wide Viewing Angle, đem đến khung ảnh rõ nét, chân thực, độ tương phản cao và tầm nhìn mở rộng lên đến 178 độ. Và chiếc laptop cuối cùng chốt lại danh sách ngày hôm nay là Dell Inspiron 7501 i5. Chiếc laptop này được trang bị chip Intel Core i5 Comet Lake thế hệ thứ 10 với xung nhịp cơ bản 2.5 GHz và khả năng ép xung Turbo Boost cao 4.5 GHz cho một hiệu suất đồ họa cao, đáp ứng nhu cầu chỉnh sửa ảnh bằng Photoshop, dựng video bằng Premiere hay là After Effects. Đặc biệt hơn thì màn hình Full HD rộng 15.6 inch và độ phủ màu 100% sRGB sẽ đem lại màu sắc chính xác, phục vụ tốt nhu cầu đồ họa của các bạn. Và các bạn thân mến, thì vừa rồi mình vừa mới giới thiệu để các bạn cách chọn một chiếc máy tính phù hợp với việc học thiết kế đồ họa và danh sách 5 mẫu laptop tiêu biểu phục vụ tốt nhu cầu này. Và hy vọng rằng là các bạn sinh viên học thiết kế đồ họa cũng như là những ai đang theo ngành này có thể chọn mua cho mình một chiếc laptop phù hợp nhất. Và các bạn thân mến, thì thông tin vừa rồi cũng đã khép lại mục điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 11 tháng 8 hôm nay. Và các bạn nghĩ sao về những nội dung trên? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên nhấn like, subscribe để nhận được những thông tin hot nhất về công nghệ mỗi ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.